Bình thường hơn 100 ngàn là các anh chỉ mua được một chiếc áo polo thế này thôi, nhưng mà bây giờ nhá, hơn 100 ngàn thôi là các anh mua được tận combo 4 cái liền các anh ạ. 4 cái thì là 4 màu khác nhau, basic dễ mặc này, chất thì sẽ là chất thun lạnh các anh ạ, có độ co giãn nhẹ nên là các anh mặc cũng thoải mái luôn cho em nhá. Đường kim mũi chỉ không thừa một tí nào. Cái mẫu áo polo này các anh thấy không ạ, ở trên áo á, nó sẽ kết hợp thêm kiểu như ô ô thế này, ô hình quả bóng. Thế nên là trông các anh mặc lên này sẽ là rất là trẻ trung năng động luôn cho em nhá. Đó, từng màu này đều rất là đẹp luôn nhá. Mẫu thì có size từ 40 cho đến 90 kg mặc vừa. Giỏ hàng em để góc trái màn hình rồi. Các anh ấn vào giỏ hàng góc trái màn hình để được đặt á, combo 4 cái áo ba lỗ này với giá hơn 100 ngàn nhá. Bình thường hơn 100 ngàn là các anh chỉ mua được một chiếc áo polo thế này thôi, nhưng mà bây giờ nhá, hơn 100 ngàn thôi là các anh mua được tận combo 4 cái liền các anh ạ. 4 cái thì là 4 màu khác nhau, basic dễ mặc này, chất thì sẽ là chất thun lạnh các anh ạ, có độ co giãn nhẹ nên là các anh mặc cũng thoải mái luôn cho em nhá. Đường kim mũi chỉ không thừa một tí nào. Cái mẫu áo polo này các anh thấy không ạ, ở trên áo á, nó sẽ kết hợp thêm kiểu như ô ô thế này, ô hình quả bóng. Thế nên là trông các anh mặc lên này sẽ là rất là trẻ trung năng động luôn cho em nhá. Đó, từng màu này đều rất là đẹp luôn nhá. Mẫu thì có size từ 40 cho đến 90 kg mặc vừa. Giỏ hàng em để góc trái màn hình rồi. Các anh ấn vào giỏ hàng góc trái màn hình để được đặt á, combo 4 cái áo ba lỗ này với giá hơn 100 ngàn nhá.